Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố thiết kế rất đẹp với mẫu thiết kế tân cổ điển, được trang trí sơn tường nhúng vàng và đèn chùm rất đẳng cấp nha. Ngang 4m2, độ dài là 14m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà thì xây dựng hết đất nha chị, không có ban công, xây hết đất luôn. Dưới này chúng ta được sơn bộ cổng, sẽ là sơn cẩm thạch nha. Toàn bộ mặt tiền được sơn cẩm thạch hết một nửa luôn, hết đến khu vực lầu 1. Rất đẹp. Nhà thì đang giảm giá, bây giờ chỉ có giao bán là 6.800.000 đồng thôi. Con đường trước nhà là con đường hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung, cách đường chính Quang Trung khoảng tầm có 20m thôi nha. Hẻm trước nhà rộng 5m và hẻm rất đẹp nha anh chị. Nhà thì đang được giảm giá, bây giờ chỉ còn giao bán với giá là 6.800.000 đồng thôi. Và thiết kế rất đẹp, mang phong cách tân cổ điển mới nhất năm 2021, mẫu mã cực kỳ mới luôn. Sẽ có lớp cửa cuốn bên ngoài và một bộ cửa nhôm xi pha phía trong, xây dựng hết đất luôn. Phía ngoài này thì được chủ nhà ốp đá này, ốp đá hoa cương. Hướng Tây Nam phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Đây sẽ là khu vực gara ô tô. Gara ô tô thì chủ nhà ốp sàn gạch 80 và được tặng lại một bộ sofa. Tường được ốp gạch cao lên tầm 3m, rất là sạch sẽ nha. Có tranh đá và trần thì được sơn nhú vàng, phải nói là rất đẳng cấp luôn. Đây, một cái đèn chùm phải nói cực đẹp này, theo phong cách tân cổ điển với lối kiến trúc Pháp, phải nói là rất đẳng cấp. Nhà thì trang trí cực đẹp, cực kỳ sang chảnh rồi, chỉ chờ anh chị đến sở hữu thôi. Giá bán thì đang được giảm, chỉ còn 6.800.000 đồng, giá vẫn còn thương lượng nha. Và anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy trực tiếp gọi về tới em Nhà đất Bá Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực cầu thang thì được ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ căm xe và trụ cùng gỗ căm xe luôn, kính cường lực. Nhà làm rất đẹp nha anh chị, từ cái đèn cũng cho làm theo kiểu hoàng gia Pháp luôn nha. Đối diện thì sẽ có tủ rượu gỗ sồi. Phía trong này sẽ là không gian phòng bếp. Phòng bếp được tặng lại bộ bàn ăn. Tường ốp gạch lên cao hết tường, trần bố trí đèn chùm thạch cao và tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi nha. Dán đá trắng và lên tường cũng làm rất đẹp luôn. Ngăn đầy tủ lạnh phía ngoài này. Nhà xây dựng hết đất, ngang 4m2, dài 14m, xây hết đất luôn nha anh chị. Giá chỉ có 6.8 thôi. Và những anh chị khách hàng nào đang quan tâm đến căn nhà đẹp này thì hãy gọi ngay về tới Nhà đất Bá Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình, với một cái giá vô cùng rẻ và hợp lý với túi tiền của anh chị nha. Hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nhà rất đẹp, 6.8 thôi nha quý vị. Trần bố trí thạch cao đèn chùm này, rất sang chảnh luôn. Khu vực trần thì làm cao và sơn nhú vàng kèm với một cái đèn trần, phải nói là rất tuyệt vời. Gạch, khu vực gạch ốp tường cũng như ốp khu vực ốp cột luôn. Chúng ta di chuyển lên tầng lửng nha. Nhà này thì chủ nhà có cho bộ sofa với bộ bàn ăn thôi, chưa có nội thất, nhưng mà nhà thì trang trí rất đẹp. Trần sơn nhú vàng và có sơn mặt tiền cẩm thạch, đá cẩm thạch rất đẹp luôn. Trần này phải nói là rất đẳng cấp nha. Nhú vàng chơi đèn trần theo lối kiến trúc hoàng gia Pháp. Phía cuối này có tủ rượu và giếng trời. Ngang 4m2, dài 14m, nhà xây dựng hết đất nên là rất dài nha quý vị. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì trực tiếp gọi về tới Nhà đất Bá Hưng để được sở hữu với giá rẻ nhất nha. Ở bên em làm giá tốt nhất trên thị trường luôn, với đội ngũ đông tư vấn nhiệt tình hỗ trợ anh chị làm giá rẻ. Thì khi liên hệ tới bên em, chúng ta sẽ bớt được từ 2 tới 700 triệu đồng tại quận Gò Vấp nha quý vị. Trần nhà này rất đẹp nha mọi người. Chúng ta cùng em di chuyển lên trên. Từng cái đèn cầu thang cũng rất sang và xịn sò.
Chuyển lên trên thì chúng ta có 4 phòng ngủ. Không có ban công, có cửa sổ ra phía ngoài, cửa 4 cánh luôn. Sàn sẽ được ốp sàn gạch giả gỗ. Phòng ngủ cũng rất rộng nha quý vị. Đi sàn đều mới lạnh rồi. Toilet thì có bồn cầu khối này, có vài tấm sàn thuyền, gạch ốp cao hết tường. Phía sau đây sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng này cũng rộng nha quý vị. Phòng rất rộng và cũng trang trí cực đẹp luôn. Có giếng trời và toilet riêng từng phòng nha. Có 4 cái nhà vệ sinh luôn nha anh vị. 5 cái nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Giá rẻ rồi, anh chị nào quan tâm thì hãy gọi về tới bên nhà đất Ba Hưng để được giảm. Trước đó thì chủ cơ 7.2 tỷ, giảm 400, bây giờ chỉ còn 6.8 tỷ thôi. Và anh chị nào gọi cho em thì được bớt giá nữa. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía trên nha. Trên này lầu 2 thì giống y như bên dưới thôi. Đấy, chúng ta cũng được trang trí giống y như vậy. Nhà xây rất kỹ và chắc chắn nha mọi người. Phải nói là làm cực kỳ đẳng cấp luôn. Và di chuyển lên trên sẽ là khu vực sân thượng trước sau, phòng giặt, phòng thờ. Hoàn công sổ hồng chính hết rồi. Chỉ chờ quý vị đến mua và sở hữu thôi. Cửa nhôm xi pha này. Ở đây thì sau này chúng ta sẽ được chủ nhà làm phòng thờ ở đây. Có cái vách ngăn. Đây có vách ngăn cao thấp này. Ốp một màu gạch nên chúng ta sẽ khó nhìn nha mọi người. Đấy, từ cái chỗ cầu thang lên đấy. Vách ngăn đấy là phòng thờ. Và hai bên đã được làm khung sắt rồi. Nhà thì nằm sát với trục đường Quang Trung, ngay đoạn ngã ba Quang Trung và Tân Sơn. Anh chị nào mua thì chúng ta sẽ đến ngã ba Quang Trung và Tân Sơn thì em sẽ dẫn anh chị vào đây nha. Hẻm một xẹt, hẻm 5m, xe hơi nha mọi người. Khu vực sau là khu vực phòng giặt và sân phơi đồ, cũng rất rộng và thoáng nha. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Quý anh chị nào xem thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.